quay trở lại với channel của mình làm Kenny Min đây. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ chơi một cái thử thách, gọi là thử thách nhịn cười. Và mình đang mở sẵn một cái video rồi là thử không cười nhiệm vụ. Và đây là part 2 thì chúng ta có 8 phút. Và ở đây mình có một cái đồ đựng để làm nước đá bạn, và một chai xì dầu đó, Magi. Thì bây giờ như thế này, chúng ta sẽ cùng nhau coi hết 8 phút và mình sẽ làm một cái thử thách gọi là nhịn cười. Cứ mỗi lần cười thì chúng ta sẽ xịt vào đây một ít xì dầu, và khi nào chúng ta xong á thì chúng ta sẽ uống nó. Thì nếu như mình không xịt á, mình không cười á thì mình sẽ không uống, còn mình cười á thì mình sẽ uống. Đó, đó là cái thử thách này như vậy. Ấy là tức là như cười ít thì uống ít, nhưng mà tính là phải cười lớn nha. Thì hơi xui, cười ít thì mình uống ít, cười nhiều mình uống nhiều, và mình đang rất là thoải mái. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị bắt đầu thôi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu ngồi cùng nhau ngồi xem nào, và mình chỉnh tiếng lên tí nào. Ta phải thật sự là thoải mái. Uống bình thường. Đang làm cái gì vậy trời? Coi. Okay. No. Wait. Oh shit. Mình vẫn chưa cười bạn à. Vẫn chưa cười nha bạn. Shit. The brownies are in the den. In twerk while in a split. You racking up them chips. Your body rocking. Gì vậy? Chơi ngu vậy? Ê để mình coi tới bao nhiêu rồi. Đây nghe con chó này đúng không? Giờ chúng ta sẽ đổ một ít xì dầu vào và lấy cái nắp ra luôn. Mình sẽ đổ vào cho bạn xem luôn. À, hơi ít thì phải. Đây, đây là xì dầu nha các bạn, chứ không phải ấy đâu, một ít rồi đó. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục. Tự nhiên nãy mình tua mất. Ăn cái gì? Mấy mày nó kinh sao? Ôi. Oh boy. Ôi. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục đổ xì dầu vào. Đợt hơi bị nhiều rồi các bạn. Đợt nè, các bạn coi nè đó. Không thể tin được. Điều luyện đó các bạn.
Ôi. Này mình coi mình thấy thốn thốn. Chưa mắc cười lắm. Eo xe các bạn. Mình còn chưa lấy cái nước lọc nữa để chuẩn bị. Khó luôn. Mình đã đổi vào rồi đó bạn. Chắc là tí nữa mình phải đổ, mình phải đưa các bạn xem mới được. Ôi. Thật là quyến rũ. Xéo này toàn là cái gì, mấy cái clip. Điêu luyện đúng không? What? Ôi. Ồ ghê lắm bạn. Này là con gì ta? Con heo hả? Như là con heo. Ốc bột. Nó lại quá bạn ơi. Rồi. Những lần đầu mình đổ nhiều, lần sau đổ ít, tại vì cũng rất là nhiều rồi đó bạn. Thôi. Thốn vãi. Má tập kinh dị vậy. Xuống rớt xuống gãy răng, cái răng. Trời. Holy cat scared of hacky sack? Let's find out. Ôi. Mới nó chưa thì chứ. Đỡ vô. Rồi. Nè. Chơi ngoáy. Khóc luôn. Chơi ngu. Ôi. Chơi ngu quá.
Con này con gì ấy? Cóc. Jackson, I just got one question for you. What are those? Oh. Chết mình rồi. Thua luôn. Trời ơi. Ok. Đã hết rồi các bạn. Ok, bây giờ là toàn bộ xì dầu mà mình đã đổ vào đây rồi nè các bạn. Đó, nó dính cái vành luôn đó, không phải là nước ấy đâu, xì dầu thiệt đó. Này. Thổi cực kỳ hôi luôn. À, giờ mình sẽ thử uống cái xì dầu này. À, ngon quá. À. Lần đầu khó uống, lần hai thôi đỡ muốn khóc luôn. Làm hết lần luôn đi, đừng kéo dài nỗi đau nữa. À. À, nó mặn. À, ok, thì thôi mình sẽ kết thúc cái thử thách này ở đây. Nếu như bạn nào thích hãy like và share, cũng như là comment ý kiến của bạn về một thử thách tiếp theo mà mình có thể làm. Ngoài ra hãy nhớ like, share và subscribe channel của mình, và bấm vào cái chuông khi mà bạn subscribe nhé. Cảm ơn bạn rất là nhiều.